Ok, chào các bạn nha. Ở đây có hai con bơm. Bơm thủy lực các bạn. Con này cúc âm này. Cúc âm. Ở đây có cái tem. Để mình coi nó áp bao nhiêu nha. Hồi nãy mình mới bán một cái áp 3.000. Bùm 2 rớt các bạn. Vòng tua là 4.000 nè. PSI là 3.031 nha. Lực nén rất là lớn các bạn. Hàng của USA. Made in England, Phần Lan nha. Có in và out, nó có hai cổng nha, in và out. Này cúc âm. Vòng tua nó quay như kiểu này ha. Quay. Đó một con. Con này thì mình không thấy cái phần mà áp nha các bạn. Không thấy phần áp. Con này cúc âm.